cho tất cả các bạn đang quay trở lại với clip tiếp theo của tôi. Và ngày hôm nay là tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cái clip vô cùng nó gây sợ nữa. Ok, các bạn có thể thấy đây là tôi đã chuẩn bị rất là nhiều cồn ở đây để hôm nay tôi làm món ăn cho tất cả các bạn ăn. Đó chính là gì? Món cồn nướng. Ủa là ông cồn nướng. Vâng, và có lẽ là cái món này là các bạn chưa giờ biết. Cái món này ăn rất là ngon các bạn. Chỉ cần giờ xắt ra từng cục, xỏ từng sâu mình nướng. Mình có thể chấm ớt, chấm nước mắm hay là chấm tương này nọ, tất cả các kiểu. Và hôm nay thử xem cái món này như thế nào. Tôi cũng không biết là dạo này là tôi bị làm sao nữa mà tôi mua tất cả mọi thứ đều có đóng đồ gì á, gì làm clip cho các bạn xem. Nhưng mà lượt view vẫn ít hừ. Đó, và hôm nay tôi sẽ làm cái món này. Và tôi khẳng định với tất cả các bạn rằng cái món này rất là ngon. Tôi có thể ăn được. Đây, ok. Món cồn nướng là không còn gì để nói nữa. Cái món đó lạ nhất từ đầu xưa giờ, chỉ có tôi làm mà thôi. Đó, ok, giờ chúng ta sẽ cho các bạn xem là bao nhiêu cục cồn này. Ở đây có bao nhiêu cục cồn và chúng ta làm được bao nhiêu cái chảo và cồn nướng. Ủa, cồn nướng đâu cần phải chảo đâu ta. Ừ, làm được bao nhiêu sâu cồn nướng. Ok, đây nè, một cục gì là mấy ngàn gì đó. Nhưng mà, đó, thấy chưa. Nè, các bạn hãy thấy cái cục này nè. Các bạn nếu mà các bạn xem chưa biết, tôi sẽ giới thiệu nha. Cái cục cồn này dùng để nấu lẩu. Nhưng mà hôm nay là tôi phải nướng nó tôi ăn. Rất là nhiều cồn ở đây đó. Tôi đừng có phí tiền. Cái này tôi lụm chứ tôi không có mua. Ok, giờ tôi đem lên tảng nha. Trên tảng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều thứ rồi. Hớt, dao này nọ, tất cả các gia vị chuẩn bị cho món cồn nướng. Ok, giờ tôi sẽ lên bên kia nhé. Đây nè, đây là hớt với dao, đây là cồn. Tôi đã chuẩn bị, chí nữa tôi sẽ chế biến, sẽ để qua đó. Ở đây là dao với hớt. Bây giờ là tôi sẽ sắt nó ra. Và tôi sẽ cần một cái món đồ nữa để tôi lấy. Đây là một cái bịch để sinh hoạt của tôi. Đây là có một cái hộp trăm nè các bạn. Bây giờ dùng trăm này để chúng ta có thể là xỏ sâu vào nó để chúng ta nướng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên bên kia nha. Các bạn có thể thấy cảnh vật rất là quen thuộc. Rồi tất cả các mọi thứ đều xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cồn và chúng ta sắt từng cục mà thôi. Ok, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đổ cồn ra. Như đây mà nó cháy một lượt chắc tôi rụi lông luôn. Ok, hủ tiếu nè các bạn, vậy cui luôn đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần sắp lên thôi. Những gì làm thì khác người giống như sao đó, thấy chưa, rất là nhiều, tôi cũng không biết bao nhiêu cục, tí nữa là lớt rồi. Ok, chúng ta sẽ dẹt qua nha. Rớt hẹt rồi đó, bởi vậy không bao giờ có cái gì hết trơn. Tôi là cái rớt luôn cái đồ hu âm nữa rồi, thiệt tình chứ. Đó, bây giờ tôi sẽ khui một hộp ra trước để xem ở trong đây nó như thế nào. Và tôi sẽ sắp ra từng cục, sau đó tôi xỏ sâu vào, tôi sẽ đem đi nướng. Này thì gia vị thì thiếu gia vị, ok tôi sẽ lấy gia vị. Ok, chúng ta cần gia vị đây. À, xin ngon hạt điêm của nó. Gì đây? Bột ngọt Ajinomoto. Đây là muối, tôi mua vịt luôn. Tỏi, dầu ăn nè, phải chiên nữa. Ủa lộn, nướng không cần. Ở trong đây, trong tủ tôi còn cái gì ta? Cái tủ này, đó. Rất nhiều thứ đây, đây là tương nè, chúng ta chuẩn bị chấm nè, nước màu nè, bột ngọt nè. Đây nước tương nè, rất nhiều thứ. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm món cồn nướng thôi. Cồn nướng thì chúng ta sẽ lấy cồn nướng cồn. Đây là bếp cồn, ok, tôi sẽ dùng bếp cồn mà đi nướng đồ, ok. Tôi đang bài rất là dữ. Tất cả các clip tôi đang quay liên tục hết 20 cái clip trong một ngày. Tôi đang cố gắng. Và đây là cái hùng. Bây giờ tôi sẽ bỏ những cái này trở lại đi. Nói chung là không cần thiết gì nữa, tôi sẽ bỏ trở lại. Quay xong 20 clip này tôi sẽ bật mí cho các bạn clip thứ số ha. Rồi xong. Lạnh ngắt luôn các bạn. Trời ơi, không thấy chịu nổi. Rồi, sắt một cục thôi, ăn một cục thôi. Nhiều quá thì bị chửi chết. Đó. Tại vì hôm nay tôi phá mà. Tôi đang lượm một đống cồn như này nè. Các bạn chưa biết bí mật hay gì đâu. Bây giờ là bỏ lại vô hết nè. Sắt một cục thôi. Đó. Ok, bây giờ bỏ vô rồi. Đi dẹp. Ok, đi dẹp. Ok, bỏ đi dẹp lại thôi. Đây, dẹp đây.
Nói chung là tôi sẽ nướng cục cọp đằng kia. Ok, bây giờ tôi sẽ đem đi nướng. Dẹp luôn. Ok, xong clip. Alo. Cái gì? Ừ, ok. Ok, tất cả các bạn, hiện tại thì tôi đã có việc rồi. Cho nên là nướng thì mai mốt tôi sẽ nướng sao cho tất cả các bạn xem. Và nhớ đăng ký để mốt xem tôi nướng cọp như thế nào nhé. Và nếu các bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh của tôi để hãy xem được nhiều clip mới nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là không còn điều gì để nói nữa. Trời thì rất là nắng, không khí thì rất là lạnh. Cho nên thôi, bye bye tất cả các bạn. Bye bye.